Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em đam mê chơi BCB các bác nhé. Thì trong video ngày hôm nay bên shop tiếp tục lên và giới thiệu cho anh em một số cái mẫu laser và mẫu kính bắn nhanh nhé. Bên em đang sale giá cực kỳ là rẻ nhé. Đấy. Bác nào muốn mua hàng thì vui lòng gọi điện trực tiếp đến hai đầu số của shop để đặt hàng, hoặc các bác có thể liên hệ qua Zalo, hai đầu số điện thoại trên của shop đều có Zalo các bác nhé. Đấy. Thì không phải để các bác và anh em chờ đợi lâu, bên shop sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác về từng cái mẫu laser và mẫu bắn nhanh. Bên em sẽ báo giá công khai cho anh em nhé. Đầu tiên thì em lên cho bác một cái mẫu kính bắn nhanh giá cực rẻ nhá. Đây, trên tay em đang cầm báo về gọi mẹ đấy. Trên tay em đang cầm cái mẫu kính bắn nhanh gọi mẹ đấy. Trên tay em đang cầm một cái mẫu kính bắn nhanh Bootsy nhá. Mẫu kính bắn nhanh Bootsy đấy. Con này thì sẽ có tia xanh và tia đỏ các bác nhá. Đấy, các bác chỉnh tâm lên xuống này, trái phải nhá. Đấy. Con này sẽ có dây 11 và dây 20 nhá. Anh em nào chơi Condo thì mình nắp dây 11, anh em nào chơi FX thì nắp dây 20. Đây, em đang để như này là dây 20. Bác nào muốn về nắp FX các bác xoáy hai con ốc này ra. Anh em đảo chiều chân này cái là nó về dây 11 các bác nhá. Đấy. Hiện tại cái kính bắn nhanh Bootsy 1x40 RD này bên em đang sale giá bao nhiêu ạ? 300.000 các bác nhá. 300.000 bao ship tận nhà cho các bác đến nơi các bác kiểm tra trước khi thanh toán. Bên em ship code COD đồng kiểm sau 3 tỉnh thành trên mọi miền Tổ quốc các bác nhá. Còn bây giờ lên cho bác cái mẫu kính bắn nhanh con gián nhá. Đây, trên tay em đang cầm cái này là kính bắn nhanh con gián các bác nhá. Đấy, con này thì nó có rất là nhiều tâm này. Tâm chấm này, chấm tròn này, cộng này và cộng tròn các bác nhá. Đấy, các bác muốn dùng cái tâm nào các bác chỉ cần gạt cái công tắc này thôi nhá. Đấy, gạt cái công tắc ở đây nó có một cái điểm ke này nhá. Đấy. Các bác gàn này là các bác dùng nhé. Hiện tại con kính bắn nhanh con gián này bên em cũng đang sale nhé. Đang sale. Cái này thì giá thị trường tính số khác đang bán đâu đấy khoảng 4 lít cho đến 4 lít rưỡi. Bên em hôm nay giảm cho các bác và anh em nhé. Kính bắn nhanh con gián chỉ còn 350.000 các bác nhé. 350.000 bao ship tận nhà cho các bác nhé. Đấy. Em cam kết các bác mức giá em đưa ra cho bác là tốt nhất trên thị trường hiện nay nhé. Nên các bác nào muốn mua hàng thì các bác hãy nhanh tay gọi điện đến hai đầu số của shop để đặt hàng đi ạ. Và bác nào chưa ấn đăng ký kênh thì các bác có thể vui lòng ấn đăng ký kênh để bên em sau bên em lên những cái video clip giảm giá khuyến mại nọ kia thì YouTube sẽ tự động thông báo về kênh cho các bác để các bác mua hàng được một mức giá hợp lý nhất các bác nhé. Còn hiện tại bây giờ thì bên em cũng đang có chương trình khuyến mại này. Các bác mua một laser đầu đạn tia đỏ nha, một laser đầu đạn tia đỏ sẽ được khuyến mại tặng theo một viên pin soi cua như này các bác. Đấy, sẽ được khuyến mại tặng thêm một viên pin soi cua như này trị giá 50.000 các bác nhé. Đấy. Nên bác nào muốn mua thì các bác nên cân nhắc mua trong thời điểm hiện tại. Bây giờ thì là một thời điểm vàng để các bác mua thì giá cả thì vẫn giữ nguyên nhưng được thêm khuyến mại theo một quả pin soi cua trị giá 50.000 các bác nhé. Đấy. Đây, không phải để các bác và anh em chờ đợi lâu, em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác về cái mẫu laser đầu đạn tia đỏ trước nha. Laser đầu đạn tia đỏ có dây 11, có dây 20, có kẹp nòng, có sạc pin, có đuôi chuột các bác nhé. Đấy, khi các bác mua nó có một quả pin, em tặng cho các bác thêm một quả pin nữa nhé. Ok chưa, tặng cho em thêm một quả pin soi cua. Một quả pin này em dùng bao nhiêu, anh em dùng có thể dùng được liên tục từ 4 đến 5 tiếng các bác nhé. 4 đến 5 tiếng. Mẫu laser này của em là laser có chỉnh tâm các bác nhé. Các bác chỉnh tâm này, các bác chỉnh tâm chỉnh bằng hai cái lục giác này nhé. Chỉnh lên xuống này, chỉnh trái phải đây các bác nhé. Đấy, các bác mua sẽ có cho theo các bác một bộ lục giác để về anh em chỉnh tâm nhé. Ok chưa? Anh em nào mà chơi đêm, đây các bác nhìn này, chơi đêm các bác nên lấy laser đầu đạn tia đỏ. Các bác nhìn này, laser đầu đạn tia đỏ đấy, tia cực là sáng, tia rất chi là sáng, đẹp, gom êm các bác nhé. Đấy, hiện tại con laser đầu đạn tia đỏ bên em đang bán nha. Giá là 260.000 bao ship tận nhà cho các bác nhé. Các bác mua thì sẽ được bên em khuyến mại tặng theo một quả pin để tri ân khách hàng nhé. Tặng theo một quả pin đây các bác nhé. Đấy, tất cả các bác mua bất cứ thời điểm nào, bất cứ lúc nào cũng sẽ được tặng pin nhé. Đấy, các bác thấy sướng không ạ? Quá sướng đúng không? Cái mẫu laser thứ hai em lên cho bác. Các bác nào đi chơi ban ngày, các bác lấy laser đầu đạn màu xanh nhé. Đấy, con này thì hiện tại phụ kiện nó cũng giống con laser tia đỏ các bác nhá. Đấy, nhưng con tia xanh thì để anh em chơi ban ngày đây. Anh em chơi ban ngày anh em lấy tia xanh nhá. Đấy, tia xanh cực đẹp luôn các bác nhá. Đấy, sáng rất chi là gom, chơi rất chi là sướng. Ổn định cái này giá cho anh em. Giá của con laser đầu đạn tia xanh là 300.000 các bác nhá. 300.000 bao ship tặng cho anh em thêm một viên pin soi cua. Tia đỏ 260.000 bao ship tặng một viên pin soi cua các bác nhá. Nên là anh em nào muốn mua thì nhanh tay gọi điện đến hai đầu số của shop để đặt hàng nhá. Bây giờ tiếp theo lên cho bác một cái mẫu laser cực kỳ là cao cấp và xịn sò nhé. Đây, em cam kết các bác cái mẫu laser này thì trên thị trường chưa số nào có đâu các bác, chỉ có mỗi mình số em có. Đặc biệt ở đây là nó có mẫu pin này là bản cải tiến 2024, pin nó dài các bác nhé. Đấy,
Còn trên những cái mẫu bản cũ ấy, thì pin nó ngắn nhá, pin nó ngắn bằng nửa quả pin này thôi các bác, pin ngắn bằng nửa thôi. Cái mẫu mới này là pin cực kỳ là dài, anh em dùng quả pin này liên tục khoảng được trên chục tiếng các bác nhá, trên chục tiếng. Mà giá thì em để cho em giá bằng cái laser mẫu cũ để anh em dùng thử, giá không đổi nhá. Đây là cái mẫu laser ống to này, chuyên để cho anh em lắp những cây FX, nó sẽ có kẹp ôm nòng, kẹp giảm ôm qua giảm thanh cho bác. Và anh chơi condo nó sẽ có dây 11, anh em là chơi FX nó sẽ có kẹp ôm qua cái giảm các bác nhá. Đấy. Con này thì chống nước nhá, chống nước cực tốt này, ở hai cái này chống nước khi anh em nào mình chỉnh mình xoáy ra để các bác chỉnh thì các bác xoáy ra để mình chỉnh nhá. Chỉnh xong các bác xoáy vào nhá. Hai cái nắp này là đây, chỉnh ở đây các bác, hai cái nắp này là để chống nước các bác nhá. Đấy. Cực kỳ là an toàn, và hai cái mẫu này thì chống rung, chống giật, chống nhảy tâm cực tốt nhá. Chống rung, chống giật, chống nhảy tâm. Đây, ở trong này có một cái lưỡi gà nó siêu to khổng lồ, nên các bác cứ yên tâm khi các bác ben, không bao giờ các bác lo nó bị nhảy tâm, bị rung giật nhá. Con này giá bao nhiêu? Để cho anh em giá dùng thử nhá. Tia đỏ 300.000 các bác nhá. Tia đỏ 300.000. Em để cho các bác giá dùng thử bằng cái mẫu laser, bằng giá cái laser mẫu cũ nhá. Bản 2023. Đây là bản mẫu mới nhất 2024. Trên thị trường không phải shop nào cũng có đâu các bác nhá. Đấy, các bác lưu ý cho em. Tiếp theo lên cho bác cái mẫu laser ống to nhá. Mẫu laser ống to này. Cũng con này nó cũng giống con này, nó khác cái là tia xanh thôi nhá. Tia xanh để cho anh em chơi ban ngày nhá. Cũng chống nước này, chống rung, chống giật, chống nhảy tâm này. Cái này thì anh em dùng khá là nhiều rồi. Các bác chơi con này thì các bác biết chất lượng của nó, pin trên chục tiếng các bác yên tâm. Chống nước, chống rung, chống giật, chống nhảy tâm, bao phê cho bác nhé. Con này tia xanh là 330.000 bao ship các bác nhé. Đấy, laser ống to dùng cho FX, tia đỏ là 300, tia xanh là 330.000 các bác nhé. Đấy. Còn bây giờ lên cho anh em một cái mẫu laser này. Các bác nhìn con này đẹp không? Quá chất lượng đúng không? Quá đẳng cấp. Con này là con laser đại bàng nhá. Laser đại bàng tia đỏ nhá, tia đỏ này. Có đèn pin này. Đấy, các bác nhìn đèn pin sáng chưa? Rất chi là sáng nhá. Chất lượng đúng không? Quá chất lượng đúng không? Hiện tại con này có dây 11 và dây 20, có sạc pin, có đôi chuột nhá. Anh em nào chơi FX thì anh em lắp dây 20, chơi condo anh em lắp dây 11, anh em lắp dây 11 thì anh em cũng tháo con đồng giác này ra, anh em nộn cái chân này về cái nó dây 11 nhá. Con này là laser 2 trong 1, anh em mua một laser sẽ được tặng thêm một cái đèn pin, nó đi liền với nhau như này. Đấy, cái này kết cấu cấu tạo nó như vậy các bác nhá. Đấy. Đây, vừa laser vừa đèn pin, các bác thấy sáng chưa? Chất lượng chưa? Rồi, cái này thì laser đại bàng có đèn pin tia đỏ thì bên em đang bán giá công khai cho các bác nhé. Giá của nó là 420.000. Anh em nào mà chơi ban ngày thì em lấy tia xanh đi nhé. Tia xanh có đèn pin này. Đấy, các bác thấy thích không? Thích không? Quá thích. Cái này anh em cũng có thể chơi đêm được. Tia xanh này anh em chơi cả ngày là đêm nhé. Tia đỏ anh em chơi mỗi đêm thôi. Hiện tại con này tia xanh bên em đang sale cho anh em giá là 450.000 các bác nhé. 450.000 bao ship tận nhà cho các bác. Đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Đấy. Thì em xin báo giá lại cho bác tất cả các dòng sản phẩm và kính bắn nhanh bên em đang bán để phục vụ cho bác chơi BCB, Condo, FX, Benjamin truyền thống nhé. Kính bắn nhanh Bossy giá là 300 bao ship. Kính bắn nhanh con dán 350.000 bao ship các bác nhé. Đấy. Laser đầu đạn tia đỏ này thì giá công khai cho bác và anh em là 260.000 bao ship tặng một quả pin nhé. Tia xanh là 300 bao ship tặng một viên pin. Cái mẫu laser này chuyên để nắp chõi, để cho anh em nắp cho những cây FX nhé. Tia đỏ giá bao nhiêu? Tia đỏ thì là hiện tại bên em đang bán giá là 300.000, tia xanh là 330.000. Đấy. Còn laser đại bàng có đèn pin, tia đỏ là 420, tia xanh là 430 các bác nhé. Đấy. Bác nào đang xem video thì các bác yêu quý cho em một nút like và đăng ký kênh ủng hộ nhé. Bác nào muốn mua hàng thì cũng gọi điện trực tiếp đến hai đầu số của shop để đặt hàng các bác nhé. Đấy. Bên em bán cho thì bên em là một cơ sở bán hàng online ship quốc COD toàn quốc cực kỳ là uy tín. Bên em bán cho bác. Bác nào muốn mua laser thì alo nhé. Còn bơm máy thì bên em cũng có rất chia nhiều loại bơm máy cao áp và bơm tay, từ cái loại bình dân cho đến loại cao cấp nhé. Các bác có thể vào trong kênh của em để xem một số cái sản phẩm khác nữa các bác nhé. Đấy. Còn bây giờ thì bên shop xin được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác anh em ở trong những video sau. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video của em ngày hôm nay ạ. Chúc các bác và gia đình luôn luôn mạnh khỏe.